Vương Nhất Bác Thanh đạm giữa dàn sao váy áo lấp lánh đêm giao thừa, năm 2023, những bữa tiệc đón giao thừa của các đài truyền hình được chú ý nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, Dương Tử, Ngô Thư Hân, Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Lưu Vũ Hân, Cung Tuấn, Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Vương Tuấn Khải đã hát hai bài hát trên truyền hình vệ tinh Giang Tô, cậu ấy đã treo người trên dây bằng một tay và chói sáng trên sân khấu khán giả qua màn hình cũng bị ấn tượng bởi màn trình diễn tuyệt vời của Vương Tuấn Khải, thảo luận của cậu ấy cũng vượt qua con số 3 tỷ. Tuy vậy bài hát thứ hai lại khiến cậu ấy khá chật vật, Vương Tuấn Khải có lẽ đã hơi mạo hiểm, nếu không thì hãy chọn một bài hát ổn định hơn để hát, ngoài Vương Tuấn Khải. Màn múa đương đại trên đôi chân trần của Vương Nhất Bác đã khiến nhiều khán giả phát cuồng. sự uyển chuyển trong từng động tác, sự đầu tư dựng cảnh và câu chuyện trên chính bài hát vừa ra mắt của Vương Nhất Bác, so với các màn vũ đạo mạnh mẽ trước đây, là một sự mới mẻ và độc đáo. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là ba lỗ trắng, kết hợp với quần lửng đen, khuôn mặt trong sáng và tự nhiên cực độ. Giữa một dàn sao lấp lánh váy áo xa xỉ, Vương Nhất bác lại thanh đạm như chính quan niệm nghệ thuật đẹp đẽ và thuần khiết của múa đương đại vậy. Chỉ là một chàng trai đang diễn giải câu chuyện tuổi trẻ của chính mình, không cần đắp nặng thêm thứ gì hào nhoáng hết. Khác với dàn sao nam, bùng nổ, sân khấu vô cùng cuốn hút màn trình diễn của dàn sao nữ lại không quá ấn tượng, dù Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lộ Tư đều lọt tốt tìm kiếm hot trên ủy bộ nhưng không có ấn tượng gì về màn trình diễn, biểu cảm trên sân khấu chỉ ở mức trung bình, thậm chí bị chê là chán, ngoại trừ Lưu Vũ Hân, Cúc Tịnh Y. Trình tiêu có màn trình diễn khá tốt thì hầu hết các sao nữ khác đều chủ yếu thảo luận về ngoại hình và trang điểm.